Cập nhật tình hình COVID-19 cả nước và thành phố Cần Thơ. Cần Thơ từ ngày 4 tháng 8, shipper chỉ được giao hàng trên địa bàn một quận, huyện từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Ngày 4 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành quy định quản lý hoạt động loại hình nhân viên giao hàng, shipper trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ ngày 4 tháng 8, yêu cầu các đơn vị quản lý, cung ứng dịch vụ shipper chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện bổ sung các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, lưu ý thực hiện ngay các nội dung sau đây. Về số lượng hoạt động, điều chỉnh giảm 30% số lượng nhân viên đang quản lý. Về quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm theo định kỳ cho đội ngũ nhân viên giao hàng của đơn vị, 3 ngày trên lần. Khi di chuyển trên đường phải đem theo giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID còn thời hạn trong vòng 3 ngày, 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. Thời gian hoạt động của nhân viên giao hàng chỉ cho phép hoạt động từ 6 giờ đến trước 18 giờ hàng ngày. Mỗi nhân viên giao hàng chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, chỉ giao hàng ở địa bàn quận, huyện khác khi vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ cho các bệnh viện dã chiến. Nhân viên giao hàng trang bị khẩu trang, chai xịt khuẩn để khử khuẩn, kính chắn, găng tay y tế trong quá trình giao nhận hàng hóa, chứng từ, tiền, khuyến khích giao dịch chuyển khoản điện tử. Các đơn vị chủ động làm bản tên thẻ cứng có hình và xác nhận của đơn vị cho từng nhân viên giao hàng và ứng dụng công nghệ nhận diện nhân viên giao hàng thông qua mã QR. Riêng đối với các đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công nghệ, nhân viên giao hàng của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các đơn vị quản lý tập hợp đăng ký danh sách nhân viên giao hàng gửi Sở Công Thương xác nhận. Hàng ngày, các đơn vị thực hiện đăng ký danh sách đội ngũ nhân viên giao hàng và địa bàn hoạt động về Sở Công Thương để tổng hợp, cung cấp cho các cơ quan quản lý và phục vụ tra cứu, nhận diện nhân viên giao hàng khi lưu thông trên đường và báo cáo danh sách nhân viên giao hàng của đơn vị gửi về Sở Công Thương, tổng hợp gửi cơ quan y tế tổ chức xét nghiệm theo định kỳ. Chủ tịch thành phố giao Sở Công Thương phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện tổ chức xét nghiệm cho nhóm đối tượng này. Đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu giải pháp nhắn tin SMS hàng ngày đến từng nhân viên giao hàng để xác nhận nhân viên giao hàng đã được đăng ký với cơ quan chức năng, đã được xét nghiệm nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng. Sở Y tế tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn xét nghiệm miễn phí COVID cho đội ngũ nhân viên giao hàng tại các cơ sở y tế trên địa bàn nhân viên giao hàng đang hoạt động. Nghiên cứu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 10 người trên mẫu. Khẩn trương rà soát, hướng dẫn ưu tiên tiêm vaccine cho nhân viên giao hàng. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đi lại vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các nhân viên giao hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.